gương mặt của mình chị thấy là hơi đính bầu một chút xíu. Dạ. Bên trên của em phần này là hơi hóp này, mà cái phần má này của em lại hơi lớn. Mình sẽ phải làm chỗ này nhỏ lại và chỗ này to ra. Thứ nhất á, mình sẽ làm công nghệ anti-aging đi. Vì trong đây nó có sóng cao tần, có U-therapy, có nhiều các tổ hợp công nghệ kết hợp lại với nhau. Mục tiêu là để có thể đi đến sâu đến cái lớp mỡ, lớp cơ, săn chắc cơ cho mình, để nâng cơ. Khi mà nó nâng cơ, nó săn chắc như vậy thì cái phần này nó gọn lại. Thì cái phần này em lại bổ sung thêm cho chị một chút xíu HA. HA thì giống như một dạng filler vậy đó, để mình có thể mình fill một chút xíu ở đây cho cái vùng trán của mình nó rộng ra, cái phần thái dương nó không bị hóp. Thì khi cái phần này nó rộng ra và cái phần má em được thon lại bởi công nghệ anti-aging thì gương mặt em thứ nhất là vừa cân đối, gọi là nó sẽ xoan hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho mình trẻ hóa. Còn lại trên mặt em thì chị thấy có nám, thì thôi làm nano melaclear đi. Vì trong đây nó có butin này, glutathione này, niacinamide này, có lại vitamin khác nữa sẽ giúp cho mình làm sáng cái phần da của mình lên. Tại vì của em đang bị sạm hơi nhiều. Thì lòng vẫn yêu em mãi không thôi. Anh đã yêu một người.